Bộ Y tế vừa đề xuất Ban chỉ đạo quốc gia điều chỉnh quy định cho phép người phụ trách chuyên môn về dược tại nhà thuốc, quầy thuốc được kê đơn cho bệnh nhân hoặc người mua thuốc Monopiravir điều trị COVID-19. Cụ thể, đối với việc cấp phát thuốc điều trị miễn phí, có thể giao các địa phương, cơ sở y tế thực hiện mua sắm thuốc điều trị COVID-19, trong đó có thuốc Monopiravir đã được cấp phép lưu hành tại Việt Nam, theo quy định để đáp ứng kịp thời nhu cầu điều trị của đơn vị. Trường hợp người dân tự mua thuốc, tự chi trả cho cơ sở được bán lẻ thuốc như nhà thuốc, hiệu thuốc, thì người phụ trách chuyên môn về dược tại nhà thuốc, quầy thuốc được phép kê đơn cho bệnh nhân hoặc người mua thuốc kháng virus. Người được kê đơn tại quầy thuốc, nhà thuốc cần có xác nhận từ cơ sở y tế, bao gồm cơ sở xét nghiệm, cơ sở khám chữa bệnh, trạm y tế có dương tính với SARS-CoV-2, kể cả xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm nhanh. Hoặc người bệnh tự quay clip quá trình thực hiện test kháng thể tại nhà gửi cho người phụ trách chuyên môn của nhà thuốc quầy thuốc để chứng minh kết quả test dương tính. Người mua thuốc hoặc bệnh nhân phải ký một bản cam kết, trong đó có các thông tin về người bệnh, ngày test, kết quả test, việc sử dụng thuốc theo mẫu, kèm bản sao chứng minh thư của người bệnh.